chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại nhóm review. Hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu đến với các bạn công tắc chuyển động ESU320. Đây, như các bạn thấy trên tay mình đang có là công tắc chuyển động ESU320. Thì cái công tắc này của chúng ta có kích thước khá là nhỏ gọn, dây nhờ cũng rất là đơn giản. Thì các bạn có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có một bộ gen vặn như này. Thì cái này các bạn có thể bắt vít vào bất kỳ một cái đèn nào, ví dụ như là các cái đèn trang trí, đèn chụp trần mà có phần chụp lớn, hoặc là những cái đèn chiếu sáng sân vườn chẳng hạn. Đấy, thì những đèn ấy thường sẽ có là cái phần chụp nhựa khá là lớn, thì các bạn có thể khoét một cái hốc bằng đường kính ở đây, đúng không? Xong các bạn bắt vít cái bộ này vào. Đấy, rất là tiện. Về cách đấu nối thì ở đây các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ chỉ có 2 dây, đúng không? Thì vậy cách đấu nối chúng ta sẽ là chúng ta sẽ mắc nối tiếp bộ này với tải. Đấy. Thì một số cái thông số kỹ thuật của module này chúng ta sẽ có như sau. Điện áp sử dụng của cái module này và công tắc cảm biến chuyển động này là 220V AC ở tần số là 50Hz. Đấy. Bên trong thì chúng ta sẽ không nóng cắt tiếp điểm bằng delay mà chúng ta sẽ có tiếp điểm nóng cắt bằng SCR. Công suất mắc của cái module này thì đối với đèn sợi đốt thì công suất mắc sẽ là 100W, còn đối với đèn LED thì công suất mắc sẽ là 18W. Module này chúng ta thì được fix sẵn thời gian trễ sẽ là 20 giây. Góc quét của cảm biến này thì là 110 độ, khoảng cách quét là từ 3 đến 6 mét. Để thấy bên trong chúng ta có đầu cảm biến hồng ngoại. Đây là đầu cảm biến ánh sáng. Đây thì sau đây mình sẽ demo sử dụng cái cảm biến này để nóng cắt một bóng đèn 220V 40W, loại bóng đèn sợi đốt. Đây, như các bạn thấy thì ở đây mình đang mắc một bóng đèn sợi đốt 220V 40W nối tiếp với lại cái cảm biến chuyển động của ta. Các bạn thấy đây, một dây nguồn 220 trực tiếp vào bóng đèn này. Đấy, một dây nữa thì chúng ta sẽ đi qua môn cảm biến và đi vào bóng đèn. Thì ở đây khi mà mình đưa tay vào đấy, thì các bạn thấy mình đưa tay vào thì bóng đèn chúng ta bật lên. Đấy, các bạn lưu ý cho mình là cái bộ cảm biến chuyển động này thì chỉ hoạt động ban đêm thôi. Đấy, chúng ta đợi một chút để cho module tắt đèn đi thì mình sẽ thử lại cho các bạn xem. Đấy, đấy. Là trời phải đủ tối thì module chúng ta mới hoạt động. Trên đây là video giới thiệu về công tắc cảm biến chuyển động ESU320 của nhóm review. Video của nhóm review hôm nay là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.